Xin chào các bạn, và hôm nay chúng ta sẽ làm việc với nhau buổi đầu tiên về trong cái series, trong cái phần 2 của giáo trình. Là cái phần này mình sẽ nói về cái kỹ thuật PAM và áp dụng với cả điệu ballad và kiểu đơn giản nhất và dễ nhất. Thì cái kiểu PAM này cứ gọi là PAM 1 đi nhá. Thì cái kiểu PAM này nó có dạng như sau. Kiểu PAM 1 này, rồi sau các bạn xem những bài giảng tiếp theo, đó bên bài giảng chúng ta hiện tại là bài số 8, bài số 9, và sau đến bài là bài 11. Nó hai cái bài này sẽ liên quan mật thiết với nhau, và các bạn về sau sẽ sử dụng bài số 9 và bài 11 liên tiếp với nhau nhé. Thì hai kiểu này mình sẽ nhắc lại, cái ở đây các bạn cần phải chia ra là 4 phách. 4 cái phách: phách 1, phách 2, phách 3, phách 4. Chuyển sang một hợp âm khác rồi. Vừa rồi mình chơi son, từ đô mình chuyển sang son. Đấy, bây giờ các bạn sẽ thử thực hành phách 1 là pam pam xuống lên slap, là phách 2 pam xuống lên slap. Tiếp tục từ phách 2 sang phách 3 nó sẽ là slap xuống lên pam, phách 2 sang phách 3 là slap xuống lên pam, phách 3 sang phách 4 sẽ là pam lên xuống lên slap lên xuống lên. Từ phách 3 sang phách 4 nó rất là khó. Nó sẽ là pam lên xuống lên slap lên xuống lên. Chuyển được không? Đấy. Thì mình kết hợp cả 4 cái lại với nhau, nó sẽ là pam xuống lên slap xuống lên pam lên xuống lên slap lên xuống lên. Chuyển được không? Đấy. Và khi chuyển hợp âm thì các bạn quay trở lại cái vòng lặp như thế. Khi mà chuyển nó sẽ là pam xuống lên slap. Thì khi các bạn chơi tập được cái này này, các bạn cố gắng là làm sao để cho cái xuống lên nhỏ nhỏ ở giữa ấy, các bạn chỉ lên bằng một ngón duy nhất, đó là ngón trỏ, ngón y ở bên tay phải các bạn, nó là xuống lên. Đó. Tay cái cổ tay các bạn để ý là cái cổ tay nó xoay tròn này. Đấy, thì làm được như thế thì các bạn cố gắng là thời gian đầu các bạn chơi được ballad nó vẫn chưa nói lên được cái gì đâu, bởi vì cái này các bạn cần phải kết hợp cả cái pam vào nữa, và làm nên cái điệu này nó sẽ rất là khó. Vì thì cái áp dụng của cái bài này trong cái này nó ví dụ là bài Dù Có Cách Xa. Và đó là cái ví dụ, và chúng ta sẽ làm quen với các bài này trong cái bài giảng số 13 trong giáo trình này. Và chào các bạn, nếu các bạn muốn học luôn, các bạn có thể nhảy cóc sang bài 13. Còn nếu mà các bạn muốn thực hành theo đúng cái kiểu chuẩn của nó thì các bạn xem bài 9, bài 11 sau đến bài 13. Và chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn vào những bài giảng tiếp theo.